Generali là một trong những tập đoàn bảo hiểm lớn nhất thế giới, hoạt động tại hơn 50 quốc gia trên toàn cầu. Tuy nhiên, Generali vẫn còn là một cái tên khá mới mẻ trên thị trường bảo hiểm Việt Nam với khoảng 10 năm hoạt động. Nhưng chừng đó thời gian là đủ để hãng bảo hiểm nước Ý xây dựng một vị trí khá vững chắc với mạng lưới hơn 70 tổng đại lý và trung tâm dịch vụ khách hàng trên toàn quốc, phục vụ hơn 400.000 khách hàng. Đóng góp không nhỏ vào thành công đó là những chiến dịch quảng cáo với rất nhiều sự sáng tạo và đậm chất nhân văn đến từ đội ngũ marketing của hãng. Vào đầu tháng 12 này, Generali Việt Nam đã công chiếu phim quảng cáo Để Ngày Mai Luôn Tới, một phim ngắn gây ấn tượng rất lớn với khán giả và giới truyền thông những ngày cuối năm. Hãy cùng 5 phút quảng cáo chúng mình tìm hiểu xem Để Ngày Mai Luôn Tới đã chinh phục trái tim người xem như thế nào nhé. Để Ngày Mai Luôn Tới là một bộ phim dài khoảng 6 phút, kể câu chuyện về một ông bố đơn thân, cũng là một nhạc công vĩ cầm, hy sinh sự nghiệp để giành lại sự sống cho con gái mình. Phim mở đầu với cảnh người nhạc công đang chạy đuổi theo một tên cướp. Trong lúc truy đuổi tên cướp, anh bị một chiếc ô tô tông phải và ngã vật ra đường. Trong cơn đau đớn, người nhạc công vẫn run rẩy ôm lấy chiếc đàn như đang ôm lấy một nửa linh hồn của mình. Sau đó, anh xuất hiện trên sân khấu của một buổi thi tuyển dàn nhạc giao hưởng với vết thương mới nguyên còn băng bó. Cùng với bàn tay bị thương này, người nhạc công đã chinh phục được ban giám khảo của buổi thi. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, con gái bé nhỏ của anh bị bệnh nặng cần ngay một số tiền khá lớn để chữa trị. Người cha lập tức lên đường ngay trong đêm nhằm tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu cùng với thái độ xa lánh của mọi người. Xoay sở một hồi cũng có người chịu giúp đỡ, anh tức tốc phóng xe đạp đến với con gái mình. Nhưng thật đen đủi làm sao, chiếc xe của anh bị hỏng giữa đường. Lâm vào đường cùng, anh buộc phải tìm đến một cửa hàng nhạc cụ để bán đi cây vĩ cầm của anh, chấp nhận dừng lại con đường nghệ thuật để cứu lấy cô con gái. Tức tốc chạy đến bệnh viện, anh dừng lại trước cửa phòng bệnh mỉm cười với con mình. Nhưng cùng lúc đó, người cha tội nghiệp kiệt sức, gục xuống ngất lịm trên hành lang. 15 năm sau, cũng tại hành lang bệnh viện ấy, cô bé bệnh nặng năm nào nay đã là một cô gái khỏe mạnh và xinh xắn. Với công việc tư vấn tài chính tại hãng bảo hiểm Generali, cô có mặt tại bệnh viện để hỗ trợ khách hàng, một gia đình có bệnh nhân đang điều trị. Trở về nhà sau giờ làm việc, cô thấy bố mình, tóc đã điểm bạc, đang nằm ngủ mơ màng trên ghế. Bên cạnh là chiếc TV đang chiếu một hình ảnh người nhạc công violon. Nhận ra ngọn lửa đam mê của bố vẫn còn cháy bỏng, cô quyết định tổ chức một buổi biểu diễn nhỏ và dành tặng cho người cha một bất ngờ phía sau bản nhạc. Phim kết thúc với cảnh người cha nắm tay của con gái bé bỏng ngày nào, cùng với thông điệp của hãng bảo hiểm nước Ý, cũng chính là tựa đề của phim Để Ngày Mai Luôn Tới. Cốt truyện của phim tuy vẫn là một câu chuyện quen thuộc về sự hy sinh của người cha, vốn đã được khai thác rất nhiều trong các tác phẩm điện ảnh, nhưng không vì thế mà Để Ngày Mai Luôn Tới trở nên nhàm chán. Ngược lại, phim vẫn rất thành công trong việc lấy đi nước mắt của người xem nhờ vào nghệ thuật kể chuyện đầy cảm xúc, vốn luôn là điểm mạnh của những phim quảng cáo từ Generali trong vài năm trở lại đây. Để Ngày Mai Luôn Tới không phải là lần đầu tiên Generali làm phim ngắn về tình cha con. Trước đây, hãng bảo hiểm nước Ý đã từng sản xuất một số phim quảng cáo về chủ đề này và đã được thành công vang dội khi thu về lượng tương tác lên đến hàng chục triệu lượt xem trên khắp các nền tảng truyền thông đại chúng. Với Để Ngày Mai Luôn Tới, tuy vẫn tiếp tục phát huy thế mạnh kể chuyện bằng âm nhạc, nhưng hãng đã lựa chọn một hướng đi mới, không còn những bản nhạc kịch bắt tai và vui nhộn, mà thay vào đó là những bản ballad sâu lắng được Donny đóng giày dành riêng cho phim. Bối cảnh câu chuyện cũng dịch chuyển từ miền Nam ra những con phố thủ đô cổ kính cùng với một dàn diễn viên hoàn toàn mới, không còn những nét hài hước khiến người xem phải bật cười. Bộ phim mang một không khí trầm buồn hơn, thậm chí có những khoảnh khắc khiến cho không ít khán giả cảm thấy đau lòng. Về mặt hình ảnh, bộ phim không có nhiều cảnh quay đẹp lung linh hay những cô máy cầu kỳ với độ phức tạp cao. Tuy nhiên, phần âm nhạc chính là điểm sáng nhất. Generali đã rất thành công với những bản nhạc kịch triệu view, nhưng với Để Ngày Mai Luôn Tới, hãng đã lựa chọn một phong cách âm nhạc đối lập hoàn toàn cho câu chuyện của phim, những bản ballad với nhạc cụ chủ đạo là violon. Có thể nói, hãng bảo hiểm nước Ý đã rất dũng cảm khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, bởi vì nhạc kịch đã làm nên thương hiệu cho quảng cáo của Generali chính nhờ khả năng kể chuyện vốn rất tốt của thể loại nhạc này. Phần âm nhạc của Để Ngày Mai Luôn Tới đã làm cho chúng mình thực sự rất bất ngờ khi những bản nhạc đã kết hợp một cách hoàn hảo với phần hình ảnh để kể một câu chuyện có khả năng chạm đến trái tim của từng khán giả. Những phút đầu phim, người nhạc công chinh phục khán giả lẫn ban giám khảo cuộc thi bằng những giai điệu vĩ cầm trong trẻo và tươi sáng. Nhưng ngay sau đó, một cú chuyển cảnh đưa người xem sang tình tiết tiếp theo trong cốt truyện. Con gái của người nhạc công bị bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại bệnh viện và người cha hối hả chạy đi vay mượn để cứu con. Lúc này, phần nhạc nền chuyển sang những giai điệu trầm buồn và da diết với piano kết hợp cùng violon. Tiếng vĩ cầm dừng lại khi người cha bán cái đàn violon đã gắn bó với mình, đến giờ quyết định hy sinh sự nghiệp âm nhạc, từ bỏ niềm kiêu hãnh của người nghệ sĩ để cứu con. Cùng lúc đó, ca khúc Cây Vĩ Cầm thể hiện bởi giọng ca họa mi của ca sĩ Khánh Linh cũng ngân lên, kết hợp với góc nhìn từ bên trong cửa hàng nhạc cụ
qua cửa sổ có cây đàn vĩ cầm tạo nên khoảnh khắc đau lòng nhất cả bộ phim. Cũng từ khoảnh khắc đó, từng câu từ trong ca khúc gắn bó một cách chặt chẽ với phần hình ảnh. Các nhân vật chính tuy không sử dụng bất kỳ bản lời thoại nào, nhưng chính ca khúc đã thay lấy họ nói lên những tâm sự chất chứa trong lòng. Ca khúc Cây Vĩ Cầm được phát hành từ năm 2018, nhưng dường như bản nhạc cảm động này được viết dành riêng cho Để Ngày Mai Luôn Tới. Mặc dù ca khúc này đã được phối lại cho phù hợp với phim, nhưng chính bản phối mới này kết hợp cùng với những cảnh flashback quá khứ đan xen lẫn hiện tại đã làm cho khúc cao trào của phim chạm đến trái tim của khán giả. Đoạn kết của bản nhạc lẫn phim làm thỏa mãn người xem và nêu bật lên thông điệp cũng như tôn chỉ của hãng bảo hiểm nước Ý một cách rất tinh tế và tự nhiên. Diễn xuất của dàn diễn viên cũng là một điểm sáng của phim. Có lẽ không phải tự nhiên mà nghệ sĩ ưu tú Quốc Tuấn được lựa chọn cho vai người cha, bởi câu chuyện trong phim mang rất nhiều nét tương đồng với hoàn cảnh ngoài đời của anh. Diễn viên kỳ cựu của điện ảnh Việt có một người con trai mắc bệnh nặng từ lúc mới sinh và anh đã phải tạm gác lại sự nghiệp nghệ thuật của mình để đưa con chạy chữa khắp nơi. Chính điều đó đã khiến cho nam diễn viên có một thời gian khá dài vắng bóng trong làng điện ảnh Việt. Khi thủ vai người bố nhạc công trong Để Ngày Mai Luôn Tới, nghệ sĩ ưu tú Quốc Tuấn đã có một màn trình diễn hết sức thuyết phục. Từng ánh mắt, từng biểu cảm hay cử chỉ của nam diễn viên dường như mang cả những nỗi niềm bên ngoài cuộc đời thật của anh vào bên trong bộ phim. Chúng mình nghĩ rằng nếu không phải là diễn viên Quốc Tuấn thì sẽ khó tìm ra được một gương mặt nào có thể đảm đương trọn vẹn vai diễn mang chiều sâu nội tâm như thế này. Bên cạnh đó, diễn xuất tròn vai của diễn viên Hoàng Hà và bé Suka trong vai của con gái cũng góp phần tạo nên đoạn cao trào đầy cảm xúc cho bộ phim. Phim ngắn Để Ngày Mai Luôn Tới truyền tải thông điệp của hãng bảo hiểm Generali: luôn hy vọng và điều tươi sáng, luôn sẵn sàng trước mọi gian nan. Ai cũng có những ước mơ và hoài bão lớn, nhưng ngày mai sẽ có thể xuất hiện những biến cố mà chúng ta không ai có thể lường trước được. Có những mong muốn, những dự định phải tạm gác lại, những ngày mai bỏ ngỏ vì những rủi ro, sức khỏe, dịch bệnh hay rào cản để được sống như ý. Điều ta có thể làm là chuẩn bị sẵn sàng hôm nay để ngày mai dẫu có trắc trở, gian truân, nhưng chúng ta cũng sẽ luôn vượt qua và bước vào một tương lai đầy hứa hẹn. Để Ngày Mai Luôn Tới tiếp tục củng cố thêm vị trí của thương hiệu bảo hiểm nước Ý và tăng thêm những kết nối về cảm xúc với khách hàng, một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và quảng bá hình ảnh thương hiệu. Qua những chiến dịch ý nghĩa, khán giả lại có thêm ấn tượng với lời cam kết của Generali: luôn nỗ lực mỗi ngày, hoàn thiện sứ mệnh người bạn chọn đời và là điểm tựa vững chắc của bạn cho mọi ước mơ ngày mai. Video đến đây là kết thúc. Các bạn có cảm nghĩ gì về câu chuyện cảm động của bộ phim? Bộ phim lần này có vượt qua được cái bóng của những tác phẩm đi trước? Hãy để lại bình luận bên dưới để chúng mình được biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình tiếp theo cùng 5 phút quảng cáo.